xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến toàn thể các em học sinh. Chương trình ôn luyện trực tuyến hàng năm do Báo Thanh niên tổ chức rất vui được gặp lại các em. Ở bài giảng lần này, thầy Phạm Lê Thanh sẽ cung cấp đến các em phần nội dung kiến thức trọng tâm của chương số 1 thường gặp trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia, đó chính là este và chất béo. Chúng ta cùng đi vào bài học các em nhé. Yeah, yeah. Fighting, fighting, giúp bạn tự tin, thi tốt, Yeah, yeah. kiến thức về ester và chất béo. Khái niệm ester chính là hợp chất mà khi thay nhóm OH của nhóm carboxyl trong phân tử axit carboxylic bằng nhóm OR với R ER này là những gốc hydrocarbon thì ta được hợp chất ester. Còn chất béo là gì các em? Chúng ta nhớ rằng chất béo là tri của glycerol và axit béo hay còn gọi là triglycerid hoặc tri acin glycerol. Axit béo là những axit đơn chức có số carbon chẵn từ 12 đến 24 carbon và mạch carbon không phân nhánh. Về công thức thì các em cần nắm, este của chúng ta đơn chức sẽ có công thức là ER, COO R', trong đó R ER này có thể là hydro hoặc là gốc hydrocarbon. R phẩy này sẽ là gốc hydrocarbon phải khác hydro các em nhé. Vì R phẩy này là hydro thì nó là axit rồi, không phải là este nữa. Este no đơn chất mạch hở thì chúng ta đặt công thức là CnH2NO2 với N lớn hơn bằng 2. Còn chất béo của chúng ta chính là este 3 chức. Vậy thì nó có 3 nhóm COO này các em. Và chúng ta đặt là RCOO 3 lần C3H5. Về phản ứng thì chúng ta thấy rằng este và chất béo của chúng ta có phản ứng giống nhau là phản ứng thủy phân trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch hai chiều và tạo ra được axit tương ứng và ancol. Với chất béo thì tạo ra được ancol là gì các em? Đó là glycerol C3H5OH3 lần. Trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa và phản ứng này chỉ có một chiều cần đun nóng Chúng ta có RCOR phẩy phở ứng với natri hiroxit đun nóng tạo ra RCO natri, đây là xà phòng và R -OH là con tương ứng. Với chất béo thì chúng ta thu được glycerol. Vậy các em thấy rằng trong phản ứng hóa học thủy phân, môi trường dù là axit hay kiềm thì sản phẩm tạo thành của chất béo luôn luôn sinh ra gì các em? Đó là glycerol. Chúng ta lưu ý trường hợp này để trong các nhận định phát biểu thì các em có thể chọn được phù hợp ứng ở gốc hydrocarbon thì chúng ta thấy rằng nếu như gốc hydrocarbon gắn với este hoặc gắn với chất béo có nối đôi thì nó sẽ phản ứng được tính chất cộng của anken cộng được hydro cộng được với brom làm mất màu vân vân và nếu như gốc ở đầu este là este của axit formic ví dụ HCOO thì nó sẽ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc với dung dịch bạc nitrat trong môi trường amoniac vân vân một tí thầy sẽ nhắc lại trong phần bài tập Phản thứ ba là phản cháy. Đây là phản đốt cháy hợp chất hữu cơ thì tạo ra được carbonic và nước, rất đơn giản. Về tính chất vật lý, các em cần nắm cho thầy ở điều kiện thường, este là chất lỏng hoặc chất rắn, hầu như không tan trong nước vì không tạo được liên kết hiro với nước, nhẹ hơn nước, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước thấp hơn so với các ancol và axit có cùng số nguyên tử carbon và có mùi thơm đặc trưng. Có mùi thơm này dùng để ứng dụng các hợp chất este trong ngành hương liệu đem lại hương vị cho đời ví dụ như trong ngành thực phẩm hoặc là những ngành mà làm dầu thơm sản xuất dầu thơm sản xuất nước hoa vân vân về chất béo thì ở điều kiện thường chất béo của chúng ta là chất lỏng hoặc là chất rắn chất rắn chủ yếu khi gốc hydrocarbon của chúng ta là no còn chất lỏng là những hydrocarbon không no không tan trong nước tan nhiều trong dung môi hữu cơ và nhẹ hơn nước chúng ta lưu ý nhé chất béo dù là ở trạng thái lỏng hay là trạng thái rắn gì thì đều nhẹ hơn nước hết các em nhé. Về ứng dụng thì este được ứng dụng làm dung môi nè, làm nguyên liệu sản xuất chất dẻo và làm chất tạo mùi thơm, mùi hương. Chất béo thì đó là một thức ăn quan trọng của con người, điều chế xà phòng hoặc là glycerol là một công dụng của chất béo hoặc trong công nghiệp thực phẩm. Và đây chính là sơ đồ tư duy mà thầy hệ thống hóa lại phần este các em cần nắm. Mùi hương của ETA trong đề thi thường hay hỏi nên các em nhớ một số mùi hương đặc trưng. Ví dụ isoamin acetat có mùi chú chính, benzin acetat có mùi hoa nhài và geranin acetat có mùi hoa hồng. Ở đây các em cần nắm những trường hợp đặc biệt, ví dụ như cái gốc R phải gắn vào ETA của chúng ta có dạng CH nối đôi như thế này thì khi đó thủy phân trong môi trường axit hoặc môi trường kiềm nó sẽ thu được aldehyde chứ không phải là ancol nữa các em nhé. Và nếu như cái gốc C nói đôi C như thế này thì tạo ra được ceton Chúng ta lưu ý rằng những cái gốc này là nằm ở cái R' trong cấu tạo của ST. Còn nếu như cái đuôi của chúng ta R' là C6H5 hoặc là C6H4 thì chúng ta thấy đây là ST của phenol. Nó sẽ tạo ra được muối phenolat. Và đây là sơ đồ điều chế ST trong phòng thí nghiệm dựa vào phương pháp chân cất chúng ta thấy rằng đụng ống sinh hàng như thế này thì người ta sẽ thu được este este của chúng ta rất là dễ bay hơi nên chúng ta cần phải làm lạnh ở cái ống này thường người ta sẽ làm lạnh để thu được este ở dạng lỏng để hạn chế quá trình bay hơi ống sinh hàng dùng để làm lạnh hơi este đó các em và hỗn hợp chúng ta cho vào cái bình cầu này để đun nóng đó chính là hỗn hợp ancol và axit carboxylic tương ứng để điều chế este theo phản ứng đó là phản ứng gì các em phản ester hóa dưới xúc tác axit sulfuric đặc. Về sơ đồ tư duy chất béo thì chúng ta cần nắm như sau. Chất béo là tri của glycerol và axit béo. Muối natri kali của axit béo gọi là xà phòng. Chất béo dễ bị ôi thiêu nếu như quá trình oxy hóa diễn ra ở carbon nói đôi trong hợp chất của chất béo. Một số axit béo thường gặp cần phải nắm C15H31 chính là Ban C17H33 là Oleic có một nối đôi. C17H31 là Niloleic có hai nối đôi. Và C17H29 là Nilolenic. Ở đây chúng ta lưu ý là Linoleic nó khác với Linolenic có ba nối đôi các em nhé. Và chất béo không no thì có thể chuyển thành chất béo no trong quá trình sản xuất người ta muốn bảo quản nó lâu hơn thì người ta sẽ hydro hóa và cụ thể là dầu thực vật sẽ biến thành mỡ động vật hoặc là bơ, bơ động vật đó là chất béo no dựa vào phản ứng hydro hóa Và quá trình này là quá trình làm bơ hoặc là phô mai trong đời sống Ở đây chúng ta nhớ rằng chất béo không no thì trong phân tử có chứa nối đôi nên nó sẽ làm mất màu được dung dịch bờ rơm Ví dụ ở đây chúng ta cần nắm là C17H31, C17H33, C17H29 đây chính là những cái gốc không no và nó có khả năng làm mất màu dung dịch brom. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ trường đại học quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa chúng tôi đã được truyền cảm hứng tiếp thêm sự tự tin chúng tôi được học cách học cách nghĩ và cách sống một môi trường lý tưởng để sáng tạo để trải nghiệm để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay hiện đại năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã không. Và bây giờ chúng ta cùng nhau ôn một số câu hỏi và bài tập liên quan đến loại ester chất béo. Ta đi vào phần thứ nhất cấu tạo đồng phân và danh pháp. Các em hãy nhớ lại viết công thức cấu tạo và gọi tên các hợp chất đơn chất mạch hở có công thức C3H6O2. Chúng ta biết rằng với một hợp chất có công thức tổng quát CnH2NO2 thì nó có thể là axit hoặc cũng có thể là este với hợp chất đơn chất. Vậy ở đây thầy viết este trước chúng ta có metin acetate là một hợp chất hoặc etin format là một hợp chất. Ngoài ra còn có axit đó là axit propionic. Vậy chúng ta thấy rằng Ứng ừ với công thức này, chúng ta có bao nhiêu hợp chất đơn chất kem? Có 3 hợp chất. Nhưng nếu như đề hỏi có bao nhiêu đồng phân este thì chúng ta chỉ có metin acetat và etin format nên chúng ta chọn đáp án B. Vậy thì với mọi phiên bản trong câu hỏi của đề thi, chúng ta đều có thể xử lý được một cách dễ dàng nếu như chúng ta đọc kỹ nội dung và chúng ta vận dụng kiến thức đã được ôn tập trang bị trong quá trình ôn thi. Dạng 2 của chúng ta là bài toán thủy phân este trong môi trường axit. Ở đây thầy tiến hành thủy phân m gam 1 este đó là etin format trong môi trường axit thu 4,6 gam ancol. Đề bài yêu cầu tính giá trị của m biết hiệu suất phản ứng là 40%. Chúng ta cùng nhau giải quyết bài toán này với thầy các em nhé. Chúng ta nhớ lại về mặt lý thuyết, hiệu suất chính là lượng phản ứng chia cho lượng ban đầu nhân 100%. Vậy chúng ta viết phương trình hóa học ra. Etin phọt mát thủy phân trong môi trường axit tạo ra được axit formic và ancol etylic. Có số mol của ancol etylic ở đây chúng ta dễ dàng xử lý được 4,6. Chúng ta chia cho m lớn của ancol etylic là 46. Chúng ta được 0,1 mol. Từ đó chúng ta tính qua được ở đây 0,1 nhưng hiệu suất là 40%. Mà các em tính từ lượng sản phẩm lên lượng chất tham gia thì các em nhân 100 chia cho 40. Chúng ta được giá trị này là 0,25. Và chúng ta đem nhân cho khối lượng của ST, khối lượng mol này. Đó là 1 cộng 44 cộng 29 kem được khối lượng. Đó là 18,5 gram. Rất đơn giản đúng không nào? Ta sang câu số 4 là thủy phân. Một chất béo tristarin trong môi trường axit thu m gam axit. Axit này hiển nhiên là gì các em? Axit stearic đúng không nào? Và chúng ta cũng tính giá trị M biết hiệu suất 35%. Vậy các em sẽ giải quyết nhanh bài toán này như sau viết phương trình hóa học chúng ta tính số mol của tristarin 0,1 mol. Ở đây đề bài yêu cầu chúng ta tính khối lượng axit mà chúng ta từ số mol chất tham gia phản ứng tính số mol sản phẩm thì các em nhân cho hiệu suất chia cho 100. Vậy chúng ta nhân 35 chia 100 chúng ta được 0,035 mol. Từ đó các em nhân cho khối lượng mol của axit stearic là C17H35COOH các em được khối lượng này là 29,82 gram chúng ta cùng nhau bấm lại các em nhé chúng ta có 0,3 x 35 chia cho 100 sau đó đem nhân cho khối lượng mol là 12 x 17 cộng 35 cộng 45 các em được 29,82 gram đó chính là đáp án rất đơn giản đúng không nào chúng ta nhớ rằng hiệu suất phản ứng mà các em tính từ chất tham gia xuống chất sản phẩm á, thì các em sẽ nhân cho hiệu suất chia cho 100. Mà từ sản phẩm tính ngược lên chất tham gia thì các em nhân 100 chia cho hiệu suất. Đó là quy định để xử lý bài toán liên quan đến hiệu suất phản ứng. Ta sang loại toán số 3 đó là phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Thủy phân hoàn toàn 8,8 g một ST đơn chất mạch hở ít với 100 ml dung dịch natri 1 m vừa đủ thu được 4,6 g một ancon y đề bài yêu cầu chúng ta xác định tên của ít. Ở đây tên ít chính là tên của ST các em nhé. Vậy thì chúng ta giải quyết như thế nào các em? Chúng ta đặt công thức của ST là RCOE đầu phẩy chúng ta biểu diễn phản xà phòng hóa ra. Ở đây các em có số mol của natri hydroxit là 0,1 mol. Vậy chúng ta thế vào phương trình. Vậy chúng ta tìm ngay được ancol y đúng không nào? Chúng ta lấy 4,6 g, chúng ta đem chia cho số mol này là 0,1. Các em được m lớn của ancol là 46, nghĩ ngay đến việc đó là ancol ethylic C2H5OH. Từ đó các em có R phẩy rồi Chúng ta có số mol Chúng ta có khối lượng của ST Và chúng ta có M lớn Chúng ta lấy 8,8 chia 0,1 được 88 88 này các em trừ cho nhóm COO là 44 Trừ cho R phẩy chúng ta vừa tìm được là C2H5 Là 29 các em được R là 15 Tương ứng với gốc CH3 Gốc metin và chúng ta Ghép lại được cấu tạo của ST là ch 3 c 2 h 5 có tên gọi ethyl à, acetate rất đơn giản phải không nào? Và đáp án của chúng ta là câu C. Vậy chúng ta lưu ý rằng số mol của este đơn chức khi tham gia phản xà phòng hóa thì bằng số mol của natri hydroxit, bằng số mol của muối và bằng số mol của ancol luôn trong phản ứng của este đơn chức xà phòng hóa đó các em. Ta sang câu số 6. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triolein bằng dung dịch natri hydroxit thu 18,4 gam glycerol. Đây bài yêu cầu tính giá trị của m. Vậy thì ở đây các em thấy rằng chúng ta biểu diễn phản xà phòng hóa ra và chúng ta nhận xét là số mol của glycerol tính được 18,4 chia cho 92 cho em được 0,2 mol. Số mol natri hydroxit bằng 3 lần số mol glycerol theo phương trình này. Vậy nó sẽ là 3 nhân 0,2 là 0,6. Ngoài ra chúng ta tính ngược lên được số mol của triolein là 0,2. Từ đó tính khối lượng hoặc là các em bảo toàn khối lượng cũng nhanh hơn. Nếu như bài toán này chúng ta nhớ hệ số liên quan giữa các số mol thì chúng ta bảo toàn khối lượng cũng được. Hoặc các em viết biểu diễn phương trình hóa học ra như thế này cũng được. Và chúng ta có bước tính m như sau. 0,2 chính là số mol của triolein nhân cho m lớn của nó là 884. Vậy các em được khối lượng là 176,8 gram. Đáp án của chúng ta là câu D. Đơn giản đúng không nào các em? Và chúng ta lưu ý rằng xà phòng hóa một chất béo thì số mol của natri bằng 3 lần số mol glycerol. Đó là hệ số liên quan về số mol và khối lượng của chất béo cộng khối lượng của natri bằng khối lượng của muối cộng khối lượng của glycerol chính là định luật bảo toàn khối lượng. Chúng ta sang câu số 7 đun nóng triolein trong nồi kính rồi sụp dòng khí hydro đi qua để nguội khối lượng chất rắn là thu được khối chất rắn là đề bài này chính là một đề bài yêu cầu chúng ta xác định được sản phẩm của phản ứng các em chúng ta thấy rằng triolein của chúng ta cho phản ứng hydro hóa thì cái gốc không no C17H33 sẽ được lấp đầy vị trí nói đôi bằng những nguyên tử hydro và nó tạo ra được hợp chất tương ứng đó chính là tristearin C17H35 COO 3 lần C3H5. Chúng ta có 3 gốc C17H33. Mỗi gốc thì cần 1 mol hydro, vậy 3 gốc chúng ta cần 3 mol. Và các em cần nhớ là số mol của hydro gấp 3 lần số mol của chất béo không no. Cụ thể ở đây là triolein. Và phương trình phản ứng như sau. Dưới tác dụng của Niken làm xúc tác, thì phản ứng hydro hóa triolein cho sản phẩm tristarine. Chúng ta nhớ số mol để các em làm bài tập cho nó đơn giản nè. Số mol hydro gấp 3 lần số mol của chất béo. Ta sang phản ứng số 4 là phản ứng cháy. Đốt cháy ST có công thức phân tử C4H8O2 thu 1,8 gam nước và V lít khí carbonic. Đề bài yêu cầu tính giá trị của V. Chúng ta giải bài toán này như sau. Chúng ta có một ST tổng quát dạng CNH2NO2 phản ứng đốt cháy luôn thu được số mol CO2 bằng số mol nước với este no đơn chức mạch hở. Vậy thì số mol carbonic bằng số mol nước và chúng ta cho được giá trị này là 1,8 chia 18 là 0,1 mol đúng không các em? 0,1 mol nước thì 0,1 mol carbonic nhân cho 22,4 chúng ta được 2,24 lít. Đáp án của chúng ta là câu C. Số 9. Đây là một câu liên quan đến việc đốt cháy ST đơn chất Vậy thì chúng ta kiểm soát ngay xem ST này có phải là ST no đơn chất mạch hở hay không Bằng phương pháp chúng ta tính số mol CO2 và số mon nước ra 6,72 các em chia cho 22,4 chúng ta được 0,3 mon carbonic 5,4 chia 18 các em cũng được giá trị này là 0,3 Vậy thì số mon carbonic bằng số mon nước ngay lập tức các em kết luận Đây là ST no đơn chất mạch hở chúng ta đặt công thức là CnH2NO2 với N lớn hơn bằng 2. Chúng ta biểu diễn phở cháy ra và chúng ta có biểu thức 14N chúng ta cộng với 32 nhân cho 0,3 thì bằng 7,4 nhân cho n chúng ta bấm shift son được giá trị n bằng 3 Ráp vào công thức tổng quát của este CNH2NO2 chúng ta cho được phân tử ít là C3H6O2. Đáp án của chúng ta là câu gì các em? Câu B. Rất đơn giản đúng không nào? Chúng ta nhớ cho thầy nhé, khi đốt cháy một este mà số mol CO2 bằng số mol nước thì đó là este no đơn chức mạch hở. Ta sang phần số 5 điều chế este dựa vào phản este hóa giữa axit carboxylic và ancol tương ứng dưới tác dụng của axit sulfuric đặc làm xúc tác. Đây là một phản ứng thuận nghịch hai chiều. Và chúng ta gọi đó là phản ứng FTA hóa. Vậy câu số 10 này không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa phải không nào? Chúng ta chọn đáp án là câu C. Câu số 11 là một câu phát biểu. Chọn phát biểu không đúng. Khi thủy phân FTA no đơn chất mạch hở trong môi trường kiềm thu được muối và ăn con. Đúng rồi, vì FTA no đơn chất mạch hở thì đúng với trường hợp tổng quát mà chúng ta được học trong chương trình. Khi thủy phân FTA no mạch hở trong môi trường axit thu được axit và con đúng luôn đúng không các em vì no thì không có nối đôi cc trong phân tử thì chúng ta không đắn đo suy nghĩ nữa phởn giữa axit và con là phởn thuận nghịch đúng rồi phởn este hóa xảy ra hoàn toàn sai đây là phởn thuận nghịch hai chiều mà đúng không các em nên chúng ta chọn đáp án là câu d ta sang câu 12 là một câu phát biểu a b c d chọn phát biểu đúng Chất béo gọi chung là triglyceride hoặc triacylglycerol, đây là một phát biểu đúng về định nghĩa của chất béo. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ, đây là một phát biểu hoàn toàn chính xác. Phản thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản thuận nghịch, đúng rồi, nó tạo ra được các axit béo và glycerol C3H5OH3 lần. Tristarin và triolein có công thức lần lượt là chúng ta thấy là Cetarin phải là C17H35, còn triolein phải là C17H33. Vậy thì đổi chỗ hai anh này cho nhau thì phát biểu D mới đúng. Nghĩa là gì? Nghĩa là phát biểu D chưa chính xác và chúng ta có 3 phát biểu đúng mà thôi, chọn đáp án A. Rất đơn giản đúng không nào? Chúng ta chỉ cần học thuộc lý thuyết thì những câu hỏi như thế này chúng ta sẽ xử lý rất đơn giản trong quá trình mà chúng ta ôn thi cũng như là cọ sát trong các kỳ thi thử. Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong hai trường đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế 4 sao của tổ chức Quyết Star Anh Quốc. Chúng tôi tự hào là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam ký cam kết việc làm với sinh viên dựa trên liên minh chiến lược với hàng nghìn đối tác chiến lược và viện nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại năm khối ngành. Năm 2021, trường đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến xét tuyển đại học theo năm phương thức xét tuyển bao gồm xét kết quả thi trung học phổ thông, xét tuyển học bạ trung học phổ thông dựa trên một trong ba tiêu chí Tổ hợp xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0, hoặc tổng điểm trung bình năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 18 điểm. Thi Đi tuyển đầu vào với trường đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và theo diện cử tuyển. Chúng ta nhớ cho thầy ba chất béo quan trọng trong chương trình mà chúng ta học đó là tristadin C17H35 CO3 lần C3H5, triolein C17H33 CO3 lần C3H5, tribanmitin C15H31 CO3 lần C3H5. Đây là ba chất béo quan trọng nhất. Câu số 12 là một câu bài toán liên quan đến phản điều chế este đó là phản este hóa. Chúng ta sẽ giải bài toán này nhanh chóng như sau kem biểu diễn phần ester hóa giữa axit acetic và ancol etylic ra chúng ta so sánh số mol ở đây chúng ta có 0,1 mol axit bé hơn 0,2 mol ancol vậy lượng ester này tính theo chất hết vậy chất hết của chúng ta là axit 0,1 mol axit carboxylic ở đây là axit acetic thì chúng ta tính được số mol của etin acetate là 0,1 mol lưu ý rằng đề bài yêu cầu tính hiệu suất phản ứng vậy nếu như không có hiệu suất phản ứng thì sao thì phản ứng xảy ra 100%, nhưng ở đây do có hiệu suất nên phản ứng này chỉ tạo ra 0,05 mol ST mà thôi. Vậy chúng ta lấy lượng phản ứng là 0,05 chia lượng thực tế là 0,1 nhân cho 100, chúng ta được hiệu suất này là 50%. Và các em lưu ý rằng phản ứng este hóa của chúng ta là phản ứng thuận nghịch hai chiều và nó là phản ứng xảy ra không hoàn toàn nên lúc nào cũng phải có hiệu suất phản ứng. Để tăng hiệu suất phản ứng thì người ta có những biện pháp tác động vào cân bằng hóa học này mà lớp 10 chúng ta từng được học rồi đó các em. Đáp án của chúng ta ở đây là câu C. Ta sang câu 13 là một câu liên quan đến đốt cháy chất béo. Chất béo ít, amon phẫn cộng với 5 amon brom. Nếu đốt amon ít thì thu được B mon nước và V lít carbonic. Đề bài yêu cầu tìm biểu thức liên hệ giữa V, A và B. Chúng ta giải quyết đơn giản như sau. Các em thấy rằng một chất béo phản ứng được với 5 mol brom, vậy trong nó sẽ có 8 liên kết bi. Vì nhóm COO này của chúng ta là chứa 1 bi rồi, vậy ba nhóm là có chứa 3 bi. Chúng ta nhớ rằng 10 nguyên tử brom này chúng ta đem trừ ra 5 x 2 là 10 nè, 10 chúng ta đem trừ cho 2 thì được 8 liên kết bi. Chúng ta có thể tính được liên kết bi này rất là đơn giản dựa vào biểu thức. Ở đây, Chúng ta có số mol CO2 trừ số mol nước thì bằng K trừ 1 nhân số mol ST với K này bằng 8 thì chúng ta tính được giá trị V chia 22,4 là số mol CO2 trừ cho B mol nước thì bằng 8 trừ 1 là 7A và chúng ta biểu diễn V bằng 22,4 nhân cho 7A cộng B. Câu 14 là một câu liên quan đến thủy phân triglycerides X thu được axit oleic, axit palmitic và axit stearic. Để đốt cháy 8,6 gam ít này thì cần thể tích oxy là bao nhiêu? Chúng ta nhớ lại axit oleic là C17H33, axit palmitic C15H31, axit stearic C17H35 và chúng ta ghép các hợp chất này lại và chúng ta được công thức là C55H104O6. Vậy thì chúng ta tính được số mol dễ dàng là 0,01 mol chúng ta tính được số mol oxy dựa vào bảo toàn nguyên tố oxy. Trong chất béo của chúng ta luôn luôn có 6 nguyên tử oxy. Vậy chúng ta có hai lần số mol CO2 vì trong CO2 có 2 oxy. Cộng số mol nước vì trong nước có 1 oxy. Trừ 6 lần số mol của chất béo chia 2 vì trong đơn chất khí oxy thì có 2 nguyên tử oxy. Và chúng ta thu được giá trị V này là 17,472 tương ứng với đáp án là câu A. Nội dung câu 14 vừa rồi cũng đã kết thúc phần ôn tập ETA và chất béo. Thầy rất vui khi các em đã chú ý lắng nghe nội dung bài giảng. Chúc các em có được một kiến thức ôn tập bổ ích chương trình ôn luyện trực tuyến của Báo Thanh Niên. Hẹn gặp lại các em ở những phần học lần sau.